Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với thử thách của nàng. Cả ba người đẹp ngày hôm nay đều chung một đề tài thử thách, đó chính là tài năng nghệ thuật. Đầu tiên sẽ là phần vượt thử thách của Trương Mạn Ngọc. Xin mời. Chúc mừng Trương Mạn Ngọc đã vượt qua được thử thách của mình. Tại sao bạn chọn bài hát này để tặng cho hai chàng trai của chúng tôi? Tại vì bài này là bài em thích, với lại em cũng rất là thích chị Khởi My nữa. Từ năm nào? Dạ, từ hồi bài Vì Sao. Em thích khi đại rap của anh. Cảm ơn em. Em chính là phần ấn tượng nhất trong mắt xanh của anh chàng Thanh Sang. Em biết anh nào là anh Sang không? Anh kế chị Việt Hương. À, anh kế chị Việt Hương là anh Sang. Mình ghi nhận cái đó. Cảm xúc của hai chàng trai như thế nào với bài hát vừa rồi à? Tuy là em có tí xíu hồi hộp và em lẫn chọn xíu nhưng mà không sao, khá là ổn. Trời ơi, chúc mừng em. Không làm như nhạc sĩ chấm thi. Rung hơi lọt chọt chút xíu nhưng không sao coi được. Dạ còn anh thấy sao anh? Cái giọng hát của bạn khá là hay. Bản thân chị nghe, bé hát rất là mộc mạc, làm cho gần gũi. Dù sao á, cái tâm lý của người vượt thử thách đầu tiên nó luôn hơi căng thẳng một tí. Không sao hết, bạn đã làm rất thành công và rất tốt rồi. Nào, về vị trí của mình nhé. Và bây giờ sẽ là phần vượt thử thách của cô nàng mang tên Hiền Anh. Xin mời. Hôm nay em mặc cho chiếc váy rất đẹp, trên đôi giày hoa đen đã tàn, trên tay em cầm một đóa hoa tô cầu, loài hoa khi xưa anh thích. Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió, em có mang chiếc radio cùng bài nhạc chờ em anh nhé, em sẽ bước đêm bên anh và nói. Anh có yêu em không? Có muốn về nhà với em không? Tình yêu em xây đủ lớn để dù thương đau ta vẫn có nhau. Anh có yêu em không? Có muốn về nhà với em không? Đừng lặng im như thế, trả lời em đi, đừng bắt em phải mong chờ. Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió, em có mang chiếc radio cùng bài nhạc chờ em anh nhé, em sẽ bước đêm bên anh và nói. Anh có yêu em không? Có muốn về nhà với em không? Tình yêu em xây đủ lớn để dù thương đau ta vẫn có. Ta vẫn có nhau. Anh lấy em không? Có muốn về nhà với em không? Đừng lặng im như thế, trả lời em đi, đừng bắt em phải mong chờ. Đừng lặng im như thế, trả lời em đi, đừng làm trái tim em.
mừng em đã vượt qua phần thử thách rất là trọn vẹn vừa rồi. Chị Hương ơi, nhỏ nhỏ xinh xinh nè, đúng gu của chị không? Chị tưởng chị đang chấm một cuộc thi về ca. Em ca rất là tốt. Dạ, cảm ơn tốt chị. Lắm luôn, cái quãng giọng em đẹp dễ sợ luôn. Và từng chữ không có chật cái chữ nào mà phải sửa hết trơn á. Thôi làm ca sĩ là đúng rồi. Chia sẻ đi cảm xúc của mình như thế nào với phần thử thách vừa rồi. Ấn tượng đúng không nào? Dạ, em rất là ấn tượng với bạn, giọng rất là ngọt luôn và nghe mũi lòng. Nó nghe nè, vợ mình hát dở, cứ vợ hát hay, sợ lép không? Cá. Không, nhưng mà em được cái nhảy. Đâu lên đây, lên đây. Đi lên đây, đi lên đây, đi lên đây. Nói được làm được. Ưu tiên cho bạn, bạn thường cái em muốn nhảy nhạc sở gì? Trường của mình là nhạc gì nè? Dạ bây giờ em có ý kiến là em hát nhạc nãy cho anh nữa. Đi lên luôn đi. Hôm nay em mặc cho chiếc váy rất đẹp. Đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng. Trên tay em cầm một đóa hoa tô cầu. Là hoa khi xưa anh thương. Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió. Em có mang chiếc video cùng bài nhạc. Chờ em anh nhé. Em sẽ bước đêm bên anh và nói. Anh có yêu em không? Có muốn về nhà với em không? Tình yêu em xây đủ lớn để dù thương đau ta vẫn có nhau. Anh có yêu em không? Có muốn về nhà với em không? Đừng lặng yên như thế, trả lời em đi. Đừng bắt em phải mong chờ. Dễ thương cực kỳ. Cái này là giống như ngày đám cưới phát tên á, hai vợ chồng nhảy nhau. Đâu có cái chồng vụ này nè. Đó. Chứ lại vụ này à. Cái cưng quá à. Đi vô đi, chứ để ngắm hoài đâu được. Dạ vậy xong rồi, vô đi. Xong rồi. Ai dạy nhảy vậy? Cái cốt nó vậy rồi phải không? Năng khiếu mà. Dạ thường em thích cảm nhạc à. À cảm, dạ. Năng khiếu rồi chị ơi. Năng khiếu từ trong máu nhảy. Có xu hướng rồi. Ừ, chị khoái lắm rồi. Đợi đám cưới em thôi. Thôi thì giờ tới phiên bé Nhi luôn đi. Tiểu Nhi, xin mời em. Ý đồ gì mà bắt người ta xin lỗi hoài vậy? Tại vì nãy em chọn tôi giữ lại đó. Đúng như cái tên Tiểu Nhi luôn. Dễ thương, xinh xắn. Cảm ơn chị ạ. Còn cảm xúc của hai chàng như thế nào? À, chưa nói được gì hết anh ơi. Mới nghe hát xong còn hồi hộp quá. À, em thấy bạn rất là dễ thương và luôn nở nụ cười trên môi ạ. Tiểu Nhi, em biết anh nào là anh Sang, anh nào là anh Tuấn không? Dạ, theo như em nghe thì anh bên đây là anh Sang. Còn dạ. anh Tuấn còn đâu? Anh bên Tuấn là bên này. Là anh gần chị Việt Hương đó dạ. này. Để coi cái linh cảm của mình như thế nào. Cảm ơn Tiểu Nhi.